Xin mời bạn Thành Đô lên sân khấu. Xin mời bạn Thúy lên sân khấu. Xin mời bạn Ngọc Ba lên sân khấu. Xin mời bạn Thơm lên sân khấu. Xin mời bạn Lan Anh. Xin mời bạn Huyền. Xin mời bạn Ngọc Bốn. Xin mời bạn Trang. Xin mời bạn Thảo. Và xin mời bạn Trân. Vâng, kính thưa các cụ, đây là đội văn nghệ của Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi Bình Mỹ. Và con cũng xin trân trọng giới thiệu với các cụ Thành Đô là trưởng ban văn nghệ của trung tâm. Xin mời bạn đến trước. Vâng, và chịu trách nhiệm chương trình MC, con là Hương Giang. Vâng, đội văn nghệ của trung tâm xin kính chào các cụ. Vâng, và xin mời các bạn về vị trí. Vâng, kính thưa các cụ, kính mến, thì nhằm ngày vui của các cụ cũng như ngày lễ quốc tế người cao tuổi hôm nay, đội văn nghệ của chúng con có những món quà tinh thần để gửi đến các cụ bằng những điệu múa, những bài hát. Và sau đây con xin mời các cụ thưởng thức qua hai giọng hát của bạn Bích Ngọc và Mai Thơm với ca khúc Mẹ Yêu. Xin mời hai bạn bước lên sân khấu. Vâng, và để chúc mừng cho các bạn, xin mời các cụ cùng quý vị của chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Lên sân khấu ạ, cứ bước lên sân khấu. Sinh con ra trong bao nhiêu nhọc, mẹ giữ thương con nếu con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, sống vô tư. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời này, mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên. Mẹ yêu con thương xa con mê người, mẹ yêu thương con luôn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình yêu mà là hương con biết mấy, nhưng để mong con trong tay. Thật là con đó. Ai sao em cho con xa xa
bên nhang đầu, luôn nghe con thì trời bằng đã sanh thần thề. Mẹ chờ tên con như cánh đồng chờ mùa mưa tới, lặng lờ bên trong lòng tin nơi nào là hơn. Trời làm dòng có làm chi như tim đau lòng lại.
vâng, đội múa của Trung tâm chăm sóc người tuổi Bình Mỹ. Cái niềm vui của mình với các cụ trong cái ngôi nhà hạnh phúc của trung tâm.
chúng ta gọi cái trung tâm của chúng ta là ngôi nhà hạnh phúc. Ngôi nhà đem tiếng cười, lời ca, tiếng hát, tất cả những cái gì vui nhất đến với các cụ. Và đó cũng là mong ước của ban giám đốc cũng như tất cả các anh em trong trung tâm. Hy vọng người thân của các cụ cũng như các cụ sẽ cùng chia sẻ cái niềm vui chung này của ban giám đốc. Đó là cái thành quả tốt nhất mà sau 3 năm chúng tôi thấy được trung tâm đã phát triển. Con xin trân trọng chính giới thiệu Bùi Anh Trung, giám đốc trung tâm chăm sóc người cao tuổi, lên phát biểu và có lời chia sẻ với các cụ sau lễ bế mạc ngày hôm nay. Xin mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bạn, thưa các quý vị thân nhân, các cụ ở đây, thưa vị khách quý, các bạn nhân viên thân mến. Trong chương trình tổ chức lễ kỷ niệm quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và lễ tri ân, các cụ đã đồng hành cùng chúng con từ hồi đầu đến ngày hôm nay. Chúng con cũng rất muốn làm chương trình cho các cụ và tâm sự với các cụ. Dạ. Và cũng các bạn nhân viên cùng với chúng con cũng muốn đem về ca tiếng hát các chương trình để cho các cụ vui. Nhưng vì điều kiện sức khỏe các cụ, chúng con cũng không được phép kéo dài hơn nữa. Và để giữ gìn sức khỏe, để tiếp tục, chúng con còn tổ chức rất là dài, rất rất nhiều các chương trình khác cho các cụ trong mai sau. Và chương trình kỷ niệm ngày quốc tế cao tuổi mùng 1 tháng 10 2016 và lễ tri ân các cụ đã đồng hành chúng con từ 3 năm nay, con xin được kết thúc ở đây. Và một lần nữa xin kính chúc các cụ mạnh khỏe, hạnh phúc, đầy tràn niềm vui. Kính chúc các vị khách quý, thân nhân trong gia đình hạnh phúc, an bình. Xin trân trọng cảm ơn. Anh Dũng ạ. Vâng, một vị khách mời từ nước ngoài về cũng có một cái ý định là hát một bài tặng cho mẹ mình cũng như tất cả các cụ ngày hôm nay, một bài hát trong khi các bạn chuẩn bị để chụp hình lưu niệm với các cụ. Xin mời anh Dũng. Rồi đi, con xin chúc các cụ dồi dào sức khỏe và tràn đầy sức sống và trẻ mãi không già trong lòng của chúng con. Và để tiếp tục chương trình giao lưu, con xin gửi các cụ qua nhạc phẩm Mừng Tuổi Mẹ Lên Cuộc. Thêm một đời, mỗi mùa xuân sang.
tôi mẹ. Xin cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Bây giờ tôi mời ban giám đốc, anh Trung và chị Thu và các vị khách mời chúng ta bước lên sân khấu. Chúng ta bước qua đây xem nhé để chúng ta chụp với các cô. Chúng ta đề nghị là người thân của tất cả các cô có mặt trong ngày hôm nay, chúng ta tranh thủ để chúng ta chụp hình với các cô trong ngày vui. Ngày vui ngày hôm nay của các cô. Những người trên 100 tuổi là rất là nhiều, nhưng ở Việt Nam mình có được người như này là cực kỳ hiếm. Vẫn khỏe. Dạ, vẫn khỏe. Nhà đây. Dạ. Vâng. Dạ. Cái nhà. Đúng rồi, mình cứ thoải mái cho bà. Cái cơ số của bà không có nhiều. Cơ số không nhiều. Vâng. Dạ. Long. Dạ. Vâng. Yeah.
vừa nhá. Nè, ăn ăn kia. Ngon không? Ngon à. Mẹ ơi. Mẹ kia.
bà nhìn kia cháu nghe được. Con lấy điện thoại nha. Rồi bán to. Ăn nữa không? Mua dao. Thank you.